Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm tên là Fuse One 40 AC. Đây là một trong những loại thuốc mà đặc trị nấm bệnh cho cây trồng. Thì ở bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của sản phẩm Fuse One. Chai này thì có cái quy cách đó là 480 ml. Sản phẩm một đây là một sản phẩm của công ty Vivesco. Hoạt tính chính của sản phẩm Fuse One này đó là hoạt chất isopropiolen. Đặc điểm thì Fuse One 40 AC có tác động nội hấp. Nội hấp thì có nghĩa là lưu dẫn các bạn rất là mạnh. Khi phun thuốc đó, thì trên lá là thân và rễ hấp thu thuốc, sau đó di chuyển vào bên trong cây, nên hiệu quả rất là nhanh và mạnh. Tiếp theo là Fuse One 40 AC nó sẽ ức chế được sự xâm nhập của nấm bệnh, đặc biệt là nấm bệnh gây ra bệnh đạo ôn, là nấm này có tên là Pericularia oryza. Tiếp theo, Fuse One có hiệu lực phòng trừ, phòng và trị nấm rất cao, hiệu lực kéo dài. Thì qua những cái thông tin mà mình vừa chia sẻ ở trên, đặc biệt Fuse One còn có một tác dụng đó là kích thích sinh trưởng và phát triển của cây trồng, giúp cây xanh mướt, bộ lá phát triển tốt, đâm chồi, vân vân. Và tính năng mà trị bệnh thì Fuse One trên cây lúa thì đặc trị bệnh đạo ôn, cháy lá, đạo ôn cổ bông gây thối cổ giá, cổ bông trên cây lúa. Fuse One giúp cho bộ rễ phát triển tốt, cây lúa khỏe, phục hồi nhanh, xanh lá, hạt chắc, giúp lúa sạch bệnh, hạt lúa sáng màu, gạo đẹp, bán được giá cao. Thế đây, về công dụng của sản phẩm thì đa số là công ty trình bày và trên cây lúa, nhưng mà với hạt chắc isopropiolen này các bạn ạ, thì chúng ta vẫn có thể diệt các loại nấm trên các loại cây trồng khác. Ở đây là thực vật nói chung. Và cách dùng thì đây là liều lượng trên cây lúa các bạn nhé. Đối với bệnh đạo ôn thì chúng ta phun trên lá thân ngay khi có vết bệnh chớm xuất hiện. Chúng ta pha cái liều đó là 40 đến 50 ml cho bình 16 lít. Với một cong 1000 m² thì chúng ta pha phun từ 2 đến 3 bình. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông thì chúng ta cũng pha với liều lượng trên. Đặc biệt nhưng đạo ôn cổ bông thì có cái triệu chứng nghiêm trọng hơn tí xíu, nên chúng ta phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày. Chúng ta phun khi phát hiện bệnh hoặc là phun vào giai đoạn 7 ngày trước khi chỗ. Chú ý là chúng ta không phun thuốc vào trời khi trời sắp mưa, hoặc là không pha chung thuốc với các loại thuốc khác có tính kiềm. Đây mình xin kéo lên để các bạn xem lại sản phẩm Fuse One một lần nữa nhé. Ở đây thì mình cũng có tổng hợp giúp các bạn một số cái sản phẩm mà cũng có hoạt chất giống như trong hoạt chất trong sản phẩm Fuse One này. Thì chúng ta có một số sản phẩm như là Tum Super 300 AC, City USA 650 WB, City Gold, Vbeam, vân vân. Để xem chi tiết hơn thì xin mời các bạn vào website vietnamnongnghiepsach.com.vn để tham khảo thêm, để chúng ta có được một cái sự hệ thống các loại thuốc có cùng hoạt chất với nhau, hay là đặc biệt là ví dụ như thuốc Citigon này 750 WB này, ngoài hoạt chất isopropiolen thì còn có cả benazim và chisiglazone, để chúng ta có thể là khi mà chúng ta dùng một loại thuốc mà lặp đi lặp lại nhiều lần mà thuốc có thể là hết tác dụng rồi, thì chúng ta có thể chọn một số sản phẩm khác có hoạt chất đó cộng với thêm một số hoạt chất khác để tăng thêm cái phổ tác dụng của thuốc. Thì video mình làm chia sẻ về sản phẩm Fuse One đến đây là hết, thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.